Xin chào anh chị. Hôm nay xin giới thiệu với anh chị một cây đàn Moritz W20. Này là Moritz W20 được sản xuất vào thập niên 70 á ở Nhật Bản. Cây đàn này tình trạng rất là đẹp. Âm thanh của những cái đàn acoustic Đức thì nó rất là hay, rất là tốt vì là đàn Nhật mà. Cây đàn này tình trạng nó đẹp, có thể gọi là đẹp lai new á. Không có một vết chày xước nào nặng nề, hầu như là không có chày xước luôn, rất là đẹp, đẹp lắm. Tình trạng đàn thì zin nguyên bản luôn, tầm thẳng, action thấp. Cái này mình dùng để mình đệm hát thì rất là hay, âm mộc nó rất là tốt. Giá của nó chỉ có 3 triệu thôi, 3 triệu tặng kèm bao da cho anh chị ha. Anh chị có quan tâm cái đàn này thì liên hệ cho em ha, số điện thoại em có để ở trên màn hình đó, anh chị liên hệ với em qua Zalo, em ship tận nơi toàn quốc cho anh chị luôn ha. Đàn rất là đẹp, rất là chất lượng, 3 triệu giá cũng rất là tốt, anh chị quan tâm thì liên hệ với em nha. Rồi, xin cảm ơn, xin chào anh chị.